Rồi, máy nổ Nhật Bãi Tinh Bình xin chào bà con nha bà con. Nó hôm nay mình lên cho bà con mà lại một cái lô máy dầu nữa này ha. Đó, bữa nay mình gồm ba cái máy. Bữa nay thấy nhất là NS70. Đó, đòi và con Kubota. Đó, Kubota Yanma, Kubota con này á là Kubota GA85. Đó, GA85. Rồi cái con SS80. Nói chung là ba con này là đòi chạy đạn hết trơn, gió đạn hết trơn nha bà con. Đó, rồi. Tiếp theo á là mình sẽ lên cho bà con một cái con này. Con này là Yanma NS70cc. Đó, áo yếm liền lạc, nó bình dầu còn nguyên đai nguyên kiện nguyên zin nha. Máy móc là chưa gã gáp, chưa bung đồ zin 100% ha. Máy là chưa đụng đĩa, chưa gã gáp, chưa bung gì hết. Nên nói với cái dòng máy này bà con xài rất là bền ha, nhạy chạy tiết kiệm xăng, độ bền cao. Đây. NS70. Đó, con này là đời của nó là gió đạn nha bà con. Nó đời của nó là chạy gió đạn nè. Nó đời con này là chạy gió đạn. Đó, bà con mình mua máy này về bơm nước thì vuông thì bơm nước ruộng rất là ok luôn. Khỏi cần canh nước canh bọng gì, nó khô bọng gì kệ nó nha bà con, cứ lên thoải mái thôi. Không còn ngại ngần hay sợ sệt gì cái vụ này hết trơn á, cứ yên tâm thôi. Đó. Mình cứ yên tâm mà mua mình sử dụng thôi, chứ còn bơm nước bơm động là rất là ok. Máy móc có thì bao zin 100%. Nó đồ đạc thì chưa gã gáp, chưa bung. Đó, nên bà con mình yên tâm dụng ba máy này mà đã dọn nổ rồi, bà con mua về là chỉ sử dụng thôi ha. Đối với dòng máy dầu thì bà con mua máy bên máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình á thì mình á là máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình á thì mình á là bao ship cho bà con tận nhà ha, bao ship tận nhà. Đó, bao ship tận nhà cho bà con mình, bao rồi bà con mình đồ zin 100%, bao máy móc là chưa gã gáp, chưa bung ha. Đó, đối với dòng máy dầu này nó nặng này, nên bà con mua máy thì mình sẽ thử máy, test máy thật kỹ cho bà con mình luôn ha. Thử máy, test máy thật kỹ cho bà con mình. Đó, cho bà con mình kiểm tra lại một lần nữa. Rồi xong bà con mình cọc. Đó, mỗi một máy dầu thì bà con mình chỉ cần cọc mình 500.000. Nó chỉ cần cọc 500.000 thì mình sẽ ship tận nhà cho bà con mình ha. Đó, phần còn lại thì bà con kiểm tra hàng rồi trả tiền cho shipper. Còn nếu mà không đúng như lời máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình nói, máy móc mà có gã gáp, nắp flap, nắp đầu, nắp đuôi có gã gáp thì mình sẽ hoàn tiền lại 500.000 cho bà con mình. Đó. Trả tiền con mình mà con mình không tốn một chi phí nào ha. Đó, máy nữa nè, đồ đạc là nguyên đai nguyên kiện nguyên zin ha. Cái các nước thì đặc biệt là không xì không lủng ha. Nó đồ đạc nước sơn zin nguyên đẹp, báo nhớt này kia đủ hết. Được xăng NS nè, tem nhạc còn đầy đủ nè. Nó bánh chớn ha. Nó rất là đẹp luôn. Đặc biệt ha, gió chạy ok luôn, về là sử dụng thôi. Nó lắp vô là sử dụng thôi. Nó đây, cò rất là mới luôn. Lắp bọng đồ nguyên đai nguyên kiện nguyên zin rất là đẹp. Đó. Đời đời con này á là chạy là đời con này á là nó chạy mà gió đạn ha. Đó, NS70 gió đạn. Đó, rồi. Đời con này là gió đạn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ cho test nổ máy mình đã dọn nổ sẵn rồi ha. Này mình đang quay trong nhà nên mình không có nẹt máy cho bà con mình nghe được ha. Chỉ có cho bà con mình là nghe tiếng máy nổ thôi ha. Thì chỉ nhờ các bạn thấy ha. Đó, báo nhớt ok. Đó, căng ti chỉ nhờ luôn. Đó. Máy quay nhẹ cái chạy. Nó đặc biệt là không xào, không hú đạn, không kêu lóc kêu dên kêu bà gì chân nha bà con. Đó. Và cái hiện tại con máy NS70 này chờ đời của nó là gió đạn, nó bình dầu đạt đầu nguyên zin, mình đang bán cho bà con cái giá là 6.200.000. Đó. Đó, tiếp theo mình lên cho bà con một cái con á là NF nè. Con này NF hay là con Kubota mày? NF. Con này lộn rồi. Nó này con này là NF nghe bà con. Nó con này NF nè, Yanma NF. Đó, con này anh như NF8. Đúng rồi, con đời con này là NF8 chạy gió đạn nghe bà con. Nó NF8 chạy gió đạn, bà con thấy không? Nó ở trên bình nước nó rất là mới luôn ha, bình dầu thì nói chung là quá ken luôn. Cực kỳ VIP luôn. Đó, bà con thấy cái này là bà con biết không có sơn lại ha. Nếu sơn thì nó phủ mất tiêu cái này rồi. Nó đồ đạc là nguyên đai nguyên kiện nguyên zin ha. Nó máy móc bà con thấy nè, lốc còn trắng tinh còn rất là đẹp luôn. Nó cực kỳ VIP luôn. Nó báo ấy đầu này kia đầy đủ ha. Nó lược dầu này kia đầy đủ, máy còn nguyên đai nguyên kiện nguyên zin. Đó rồi. Đặc biệt con này là nó có cục đề luôn. Mà phẩm dài mình về mình chỉ quay cho nó nổ thôi, nên máy này nó nhẹ quay quá nên không có test cái cục đề này còn xài được hay không được nha bà con. Đó, bà con nằm một chút con máy này á thì mình sẽ test cái cục đề này thử coi nó còn chạy được không, không được thì tháo ra mình chỉnh sửa lại cho bà con mình ha. Đó, tháo ra chỉnh sửa cho bà con có đề luôn. Đó. Áo yếm liền lạc nè, bánh chớn thì còn chụp bọng đầy đủ ha. Đó, hoa lăng bu ly đầy nè, gió bọng đồ xài hoàn, nói chung là đồ đạt là full phụ kiện. Đó, full xài được ha. Rất ok. Heo dầu, heo bọng nè. Đó, dây điện, bóng đèn, trá đèn gì còn đủ hết trơn nghe bà con.
nó bô e bô lửa còn rất là vip, rất là gin luôn. Máy còn nước sơn gin, còn đem NF, con này là NF8 nè. Đó, con này á là NF8 đòi đòi gió đạn luôn ha. Đó, máy mình đã làm nổ rồi, đầu gin 100%. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho nổ cho bà con mình tham khảo ha. Anh nghiêng cái máy gì đó cái nè. Anh nghiêng nó ra sao chút á, anh chịu cái máy lên nghiêng ra sao cho nó quay cái. Tại cái máy này cái nền nó thấp quá, nó đụng cái nghiêng ra sao, nghiêng ra sao. Nghiêng nhẹ ra sao cái. Ờ đúng rồi. Vừa nghiêng vừa chịu luôn nha. Tiếp không? Còn nghe cái tiếng rất là im luôn nghe bà con, nó rất tiếng rất âm đi luôn. Nó đặc biệt con máy này thì zin toàn tập nước sơn thì không sơn không phết lại ha, đồ zin nguyên zin hết. Nó bà con thấy rất là đẹp luôn ha, đồ đẹp. Hiện tại mình đang bán con NF8 này á, con này đòi gió đạn nên hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là 10.500.000, bao ship tận nhà luôn ha. Đó, rồi tiếp theo. Tiếp theo mình sẽ lên cho bà con một cái con SS80. Đó, SS80 đời cái này là chạy đời con này là chạy gió đạn nữa nghe bà con. Nó gió đạn nè. Nó gió đạn thì nói chung là mình rất là yên tâm luôn, rất yên tâm về cái vụ mà nước nôi đồ này kia đó bà con. Nó mình yên tâm là vụ nước nôi mình khỏi canh khỏi bọng thì rất là khỏe luôn ha. Bơm nước đồ kéo qua máy phát điện đồ này kia đó mình sử dụng nhiều mục đích mà mình nói đời các nước này sử dụng rất là nhiều. Áo yếm đồ đạc là rất là đẹp luôn ha. Đó, được dầu đồ báo dầu đồ này kia đầy đủ, bơm ốc luôn. Nói chung ra là máy là rất là vip. Nó lóc nọng đồ này kia còn nguyên đai nguyên kiện nguyên zin, chưa đụng đĩa chưa gã gáp tới ha. Nó lắp bánh chớn còn rất là đẹp luôn nè. Nói chung là dòng máy này còn rất là đẹp ha. Bô e bô lửa rồi, nói chung ra là nguyên đai nguyên kiện nguyên zin hết. Nó bà con này mua về là chỉ việc đổ dầu vô là sử dụng thôi ha. Máy mình đã kiểm tra thật kỹ rồi. Đó, con này là SS80 đời gió đạn nè. Chụp cò chụp bọng heo dầu vét dầu là không đụng đĩa tới. Chỉ về là xả dầu bọt là cho nó chạy thôi ha. Nó máy đặc biệt là không xào không hú không kêu. Nó đời con này là SS80, nó chạy đề gió đạn ha. Hiện tại mình đang bán con này á là 8.400.000. Đó, 8.400.000. Rồi, bây giờ sẽ test nổ cho bà con mình tham khảo ha. Bồm ốc vào ha. Rất là vip luôn. Két nước là không lủng không xì nha bà con. Nó gió bọng đồ xài ok. Nói chung là con này là hoàn thiện. Nói chung là bà con mới dòng máy bên máy nổ giật bãi Thanh Bình á thì bà con á mua về là hoàn thiện. Chỉ có gắn nền vô là sử dụng thôi nghe bà con. Nó con này ở đó 80 đời gió đạn nên con này hiện tại mình đang bán ở giá 8.400.000. Nó bà con nào có nhu cầu sử dụng máy dầu. Nó rất là nhiều ha. Nó rất là nhiều. Bà con mình sử dụng dòng máy nào thì cứ liên hệ với máy nổ giật bãi Thanh Bình qua số điện thoại 0944464963 thì máy nổ giật bãi Thanh Bình sẽ quay cho bà con trực tiếp cho bà con coi, đem ra ngoài lộ test nổ lên ga lớn cho bà con kiểm tra thật kỹ luôn. Rồi xong mấy bà con chuyển cọc thì mình đóng hàng đi cho bà con mình ha. Đó, rồi. Máy nổ giật bãi Thanh Bình xin chào bà con, hẹn gặp lại bà con trong live sau nha bà con.